Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài 4, đường vuông góc và đường xiên, nằm trong sách giáo khoa toán 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Với hoạt động mở đầu của chúng ta đấy là gọi OH, dây dọi OH hay trục của tháp nghiêng OA vuông góc với đường thẳng D biểu diễn trên mặt đất. Đây chính là hình ảnh minh họa của chúng ta. Vậy thì đối với bài số 4 này, chúng ta sẽ có thể biết được rằng là dây dọi OH hay là tháp nghiêng OA thì đâu chính là đường vuông góc với cả đường thẳng D, đúng không nào? Với chúng ta đến với phần số 1, quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác trong bài số 4. Bài 4, đường vuông góc. Và đường xiên. Phần số 1 đấy là quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác. Hoạt động khám phá số 1 của chúng ta thì có nội dung như sau. Cho tam giác ABC giống như hình số 1, hãy sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn độ dài ba cạnh A, B, C. Cái này thì rất là dễ tại vì là chúng ta đã có số liệu ở trong hình rồi, đúng không nhỉ? Thì từ nhỏ đến lớn thì chúng ta sẽ thấy rằng là cạnh C này sẽ nhỏ hơn cạnh B và nhỏ hơn cạnh A. Vì là 4,19 thì nhỏ hơn 6,83 và nhỏ hơn 7,54. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn độ lớn ba góc ABC là góc đối diện với cả cạnh ABC. Ở đây chúng ta có một cái khái niệm, có một cái từ, cụm từ mới đấy là góc đối diện, đúng không nhỉ? Thì ở đây chúng ta thấy này, cạnh A thì nó đối diện với cả góc A, cạnh B thì đối diện với góc B, cạnh C đối diện với góc C. Còn cạnh B và cạnh A này sẽ là cạnh kề với cả góc C. Tương tự như vậy, cạnh B và cạnh C sẽ là cạnh kề với góc A, cạnh C và cạnh A là cạnh kề với góc B, đúng không nào? Thì xét theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thì chúng ta sẽ có là góc C thì nhỏ hơn góc B và nhỏ hơn góc A, được không nào? Đó, nếu nhận xét về hai kết quả sắp xếp trên thì chúng ta thấy rằng là góc cạnh C nhỏ hơn cạnh B, nhỏ hơn cạnh A. Và tương tự như vậy thì góc đối diện với cạnh C nhỏ hơn góc đối diện với cạnh B và nhỏ hơn góc đối diện với cạnh A, đúng không nào? Đó, và đấy cũng chính là tính chất về mối quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác. Với kiến thức trọng tâm của chúng ta như sau. Trong một tam giác, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại, đối diện với cạnh lớn hơn thì là góc lớn hơn. Chúng ta có ví dụ số 1 để hiểu hơn về phần kiến thức trọng tâm này như sau. Thì A cho tam giác ABC giống như hình 2A, có góc A lớn hơn góc B, suy ra cạnh BC sẽ lớn hơn cạnh AC, đúng không nào? Chúng ta có góc A thì bằng 115 độ thì lớn hơn 34 độ. Nhìn thấy chúng ta thấy rằng là cạnh BC đối diện với góc A, cạnh AC đối diện với góc B. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta sẽ có là AC sẽ nhỏ hơn BC đã, đúng không nhỉ? Đó, hay là BC lớn hơn AC. Lúc này chúng ta cũng hoàn toàn có thể so sánh được với cả cạnh AB. Vì sao nhỉ? Chúng ta đã được học về tổng ba góc trong một tam giác rồi. Khi mà chúng ta có hai góc thì chúng ta có thể tính được góc còn lại, đúng không nào? Đó, cô sẽ có thể lấy ví dụ như sau. Ở đây chúng ta có ví dụ số 1 ở hình 2A này. Thì chúng ta có là góc C cộng với góc A cộng với góc B thì bằng 180 độ. Tương đương với góc C cộng với 115 độ cộng với 34 độ cộng sẽ bằng với 180 độ, đúng không nào? Tương đương này, góc C cộng với cả 149 độ thì bằng 180 độ. Tức là góc C của chúng ta sẽ bằng 180 độ trừ đi 149 độ. Và chúng ta sẽ ra được ở đây là bằng 31 độ. Được chưa nhỉ? Thì nhận xét thì ta thấy là góc C của chúng ta nhỏ hơn góc B, nhỏ hơn góc A. Tức là sử dụng tính chất về mối quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác thì chúng ta sẽ có được rằng là cạnh AB thì nhỏ hơn cạnh AC và nhỏ hơn cạnh BC, đúng chưa nào? Đó, thì đấy chính là hình A của chúng ta. Sang đến hình B, trong tam giác PQR ở hình 2B thì chúng ta có là cạnh PQ nhỏ hơn cạnh PR. Chính vì vậy mà góc Q đối diện với cả cạnh PR thì sẽ lớn hơn với cả góc R đối diện với cả cạnh PQ,
Đúng chưa nào? Thì đó chính là bài thực hành số 1 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau đến với bài thực hành số 1. Bài thực hành số 1 của chúng ta thì có nội dung như sau. Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn số đo các góc của tam giác PQR trong hình 3A. Ở hình 3A thì đề bài đã cho chúng ta là độ dài các cạnh của tam giác rồi, đúng không nhỉ? Mà chúng ta có mối liên hệ là cạnh lớn hơn thì sẽ đối diện với góc lớn hơn. Thì đây chúng ta sẽ có là cạnh PQ thì nhỏ hơn cạnh QR và nhỏ hơn cạnh RP, đúng không nào? Vì ở đây chúng ta có là 17cm này, thì nhỏ hơn 21cm và nhỏ hơn 26cm. Đây ta suy ra cạnh PQ thì đối diện với góc R, nhỏ hơn cạnh QR thì đối diện với góc P, nhỏ hơn cạnh PR là đối diện với góc Q. Đó, thì đây chính là so sánh độ dài các góc của chúng ta. Đây là ý A. Ý B, sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn độ dài các cạnh của tam giác ABC. Ở đây chúng ta có các góc rồi, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhỏ đến lớn thì đây góc A này, nhỏ hơn góc C này, nhỏ hơn góc B này. Thế ta suy tương đương với góc A là cạnh A, nhỏ hơn cạnh B và nhỏ hơn cạnh C, đúng không nào? Và nhỏ hơn cạnh B. Đó, thì đấy chính là ý B của chúng ta. Chúng ta đến với bài vận dụng số 1. Bài vận dụng số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác DEF có góc F là góc tù, cạnh nào là cạnh đối diện với cạnh nào là cạnh có độ dài lớn nhất trong ba cạnh của tam giác DEF? Thì chúng ta thấy rằng là góc tù này thì là góc có số đo lớn hơn 90 độ, đúng không nào? Lớn hơn 90 độ và góc đấy phải nhỏ hơn 180 độ rồi. Thì cô sẽ vẽ một góc tù cho một tam giác có góc F là góc tù. Đây là D, D, góc F là góc tù D, E và đây là góc F của chúng ta. Được chưa nào? Đó, có góc F là góc tù. Vậy thì quan sát cái hình mà chúng ta vẽ ra, chúng ta thấy rằng là trong tam giác tù thì góc tù của chúng ta thì chính là góc lớn nhất. Tại vì sao thì cô sẽ giải thích lại cùng với các bạn như sau. Chúng ta có này, góc F cộng góc D cộng với góc E thì bằng 180 độ, đúng không nào? Góc F này có số đo lớn hơn 90 độ này, tức là góc D cộng với góc E của chúng ta sẽ bằng 180 độ trừ đi góc F. Đấy. Mà chúng ta có là góc F thì lớn hơn 90 độ. Nên ta suy ra là góc D cộng với góc E sẽ bằng 180 độ trừ đi một cái góc có số đo lớn hơn 90 độ. Vậy nó sẽ phải nhỏ hơn 90 độ, đúng không nhỉ? Tổng của góc D và góc E nó nhỏ hơn 90 độ, tức là tương đương với góc D cộng với góc E của chúng ta sẽ nhỏ hơn góc F rồi, đúng không nhỉ? Vậy thì có phải rằng là góc D này sẽ nhỏ hơn góc F này, góc D này, góc E của chúng ta nó cũng sẽ nhỏ hơn góc F không nào? Vậy thì trong tam giác DEF thì ta sẽ có là góc F là góc lớn nhất. Đó, là góc lớn nhất. Vậy ta suy ra được là DE là cạnh lớn nhất. Được chưa nào? Thì đó chính là bài số câu A của chúng ta. Chúng ta đến với câu B. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh nào là cạnh có độ dài lớn nhất trong ba cạnh của tam giác ABC? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một tam giác vuông ra. Tam giác vuông là tam giác như thế nào nhỉ? Là tam giác có số đo, có góc vuông chính là góc 90 độ, đúng không nhỉ? Góc A, B, C. Và ta sẽ thấy là góc A của chúng ta bằng 90 độ này. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có thể thấy rằng là góc A cộng với góc B cộng với góc C thì bằng 180 độ. Tương đương với góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A, tức là chúng ta sẽ ra được là 90 độ. Vậy từ đây ta suy ra được là góc B và góc C nó sẽ nhỏ hơn góc A. Vậy suy ra là góc A là góc lớn nhất. Đúng chưa nào? Đó, góc A là góc lớn nhất. Vậy thì suy ra được là cạnh BC là cạnh gì đây? Là cạnh huyền, là cạnh lớn nhất. Đó, vậy thì ta có thể khẳng định được một điều rằng là trong tam giác vuông thì cạnh huyền chính là cạnh lớn nhất.
Đó, thì đấy chính là bài vận dụng số 1 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần số 2. Đấy là đường vuông góc và đường xiên. Nhắc đến đường vuông góc và đường xiên thì đường vuông góc chúng ta sẽ thường nhớ đến vuông góc chính là 90 độ đấy, đúng không nào? Đó, chúng ta sẽ đến với phần số 2. Đường vuông góc. Và đường xiên. Chúng ta đến với hoạt động khám phá số 2. Có nội dung như sau. Trong hình xe cần cẩu ở hình số 4, ta có đoạn thẳng MA biểu diễn trục của cần cẩu. Đoạn thẳng MH thì biểu diễn sợi cáp treo dài từ đỉnh tay cần cẩu cho đến mặt đất. Theo em, trong hai đoạn thẳng MA và MH thì đoạn nào sẽ vuông góc với đường thẳng D? Đó, đoạn nào sẽ vuông góc với cả đường thẳng D? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là theo em trong hai đoạn thẳng MA và MH, đoạn thẳng nào sẽ vuông góc với cả đường thẳng D? Thì chúng ta thấy rằng là đối với cái hình này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thước đo độ để chúng ta đo được góc, xem là góc nào sẽ là góc vuông, đúng không nhỉ? Đoạn nào vuông góc thì chính là góc vuông này. Thì đây chúng ta đo, chúng ta thấy rằng là MH này sẽ tạo với đường thẳng D một góc bằng 90 độ. Tức là MH sẽ vuông góc với cả đường thẳng D, đúng không nhỉ? Vậy thì MH là đường biểu diễn sợi dây cáp kéo dài từ đỉnh cần cẩu cho MH. Đó, từ đỉnh cần cẩu cho đến mặt đất. Đó, thì chính là đoạn thẳng vuông góc với cả đường thẳng D. Đó chính là hoạt động khám phá số 2 của chúng ta. Cô có thể kết luận lại đấy là MH là đoạn vuông góc với D. Vậy thì trong cái phần này chúng ta có thể thấy rằng từ một điểm M không nằm trên đường thẳng D, chúng ta sẽ chỉ kể được một đường thẳng vuông góc với đường thẳng D tại H. Đó, trên D lấy điểm A không trùng với điểm H thì khi đó chúng ta có thể rút ra được những kiến thức như sau. Đoạn thẳng MH được gọi là đoạn thẳng vuông góc hay là đường vuông góc kể từ M cho đến đường thẳng D. Đó, các bạn lưu ý nhé. MH là đường vuông góc kể từ M cho đến đường thẳng D. MA được gọi là một đường xiên kể từ M cho đến đường thẳng D. MH được gọi là khoảng cách từ M cho đến đường thẳng D, tức là khoảng cách chính là đoạn thẳng vuông góc kể từ điểm đó xuống cái đoạn thẳng, đúng không nhỉ? Thì đó chính là phần số 2. Chúng ta đến với phần số 3, đấy là mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Hoạt động khám phá số 3 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác AHB vuông ở H này. Đó. Hãy cho biết trong hai góc AHB và góc ABH góc nào lớn hơn. AHB là góc vuông, góc ABH là góc nhọn, đúng không nào? Và vừa nãy trong cái phần vận dụng số 1 thì chúng ta có thể chứng minh được rằng là góc H này lớn hơn góc A và góc B rồi. Vậy chúng ta sẽ thấy rằng là góc AHB sẽ lớn hơn góc ABH. Được chưa nào? Đó. Câu B, từ câu A hãy giải thích vì sao AB lớn hơn AH. Thì chúng ta thấy rằng là cạnh AB thì là đối diện với góc AHB. Còn cạnh AH thì đối diện với góc ABH. Mà chúng ta có là góc AHB thì lớn hơn góc ABH, nên tương đương với cạnh AB của chúng ta lớn hơn cạnh AH, đúng không nào? Đó. Vậy thì AB chính là đường xiên và AH chính là đường vuông góc. Thì chúng ta có thể nhận xét được rằng là đường xiên thì lớn hơn đường vuông góc. Và kiến thức trọng tâm trong phần này đấy chính là trong số các đoạn thẳng nối từ một điểm ở ngoài một đường thẳng, các điểm trên đường thẳng đó thì đường vuông góc luôn ngắn hơn các đường xiên. Thì các bạn có thể lưu ý giúp cô một chút như sau. Ở đây cô có thể kể lại hình này. Ta có đường thẳng D này. Từ một điểm A nằm ngoài đường thẳng D, chúng ta chỉ kể được duy nhất một đường vuông góc là AH thôi.
Tuy nhiên thì chúng ta có thể kể được rất rất nhiều các đường xiên khác nhau, AB, AC và AD. Và các cái tam giác, các cái đường xiên này sẽ luôn luôn là cạnh huyền trong cái tam giác đó, và cạnh huyền thì sẽ là cạnh lớn nhất, đúng không nào? Thì đấy chính là hoạt động khám phá số 3 và cũng chính là kiến thức trọng tâm trong phần 3 mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên của chúng ta. Chúng ta đến với ví dụ số 2. Trong hình số 7, MH là đường vuông góc, còn MA, MB là các đường xiên kể từ M đến đường thẳng D. Ta có MH là đường ngắn nhất trong các đường MH, MA và MB, đúng không nào? Đó cũng chính là kiến thức trọng tâm của chúng ta. Vì là MA và MB đối diện với góc vuông là góc lớn nhất trong các cái tam giác đấy. Chúng ta đến với bài thực hành số 2. Bài thực hành số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Trong hình số 8, tìm đường vuông góc và đường xiên kể từ điểm A đến đường thẳng BF. Trong số các đường này, đường nào ngắn nhất? Thì đây chúng ta sẽ có là AD của chúng ta, nó vuông góc này. Vậy AD này sẽ là đường vuông góc. Còn các đường còn lại là AB, AC, AE và AF là các đường xiên. Đúng không nào? Đấy. Và tới đây ta suy ra được là AD chính là đường ngắn nhất. Đó, thì đấy chính là bài thực hành số 2 của chúng ta. Rất là đơn giản. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đến với bài vận dụng số 2. Bài vận dụng số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Bạn Minh xuất phát từ điểm M trên hồ bơi. Hình số 9, theo em bạn Minh phải bơi theo đường nào để bạn ấy muốn tìm đường ngắn nhất để bơi đến thành phố, đến thành hồ đối diện. Theo em Minh phải bơi theo đường nào? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là MA này chính là đường vuông góc, đúng không nào? Là đường vuông góc. Còn MB, MC và MD thì là các đường xiên. Đấy, trong các cái đường này thì đường vuông góc chính là MA là đường ngắn nhất. Đó, thì đây chính là bài vận dụng số 2 của chúng ta. Và toàn bộ và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu toàn bộ phần lý thuyết trong bài đường vuông góc và đường xiên. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần bài tập trong bài ngày hôm nay. Bài số 1 của chúng ta có nội dung như sau. So sánh các góc của tam giác ABC khi chúng ta có cạnh AB bằng 4cm, cạnh BC bằng 7cm và cạnh AC bằng 6cm. Thì ở đây chúng ta có là cạnh AB thì nhỏ hơn cạnh AC và nhỏ hơn cạnh BC, đúng không nào? Mình có thể vẽ tam giác ra để mình biết rằng là cạnh AB thì đối diện với góc nào, cạnh AC đối diện với góc nào và cạnh BC đối diện với góc nào. A, B, C. Đây là cột vẽ minh họa nhé. Các bạn có thể thấy là AB là cạnh lớn nhất. Vậy cô sẽ vẽ cái hình nó gần tương tự này. AB là cạnh lớn nhất này, nhỏ nhất. Sau đấy đến AC. Đó, sau đấy đến BC. A, B, C này. Được chưa nào? Đó. Thì cạnh AB này đối diện với góc C, tức là góc C này sẽ nhỏ hơn góc B và nhỏ hơn góc A. Được chưa nhỉ? Đó, vậy chúng ta đã xong ý A. Ý B. So sánh các cạnh của tam giác ABC khi có góc A bằng 50 độ, góc C bằng 50 độ. Rồi, góc A bằng 50 độ, góc C bằng 50 độ mà tổng 3 góc trong một tam giác thì bằng 180 độ, đúng không nhỉ? Thì chúng ta có này, góc A cộng với góc B cộng với góc C thì bằng 180 độ. Thay số vào chúng ta sẽ được là 50 độ cộng với góc B cộng với 50 độ thì bằng 180 độ. Tương đương góc B cộng với 100 độ thì bằng 180 độ. Tức là góc B sẽ bằng 180 trừ đi 100 và chúng ta ra được là 80 độ, đúng không nhỉ? Đấy, tức là chúng ta thấy rằng là góc A này thì bằng với cả góc C và hai góc này thì nhỏ hơn góc B. Vậy từ đây ta suy ra được cạnh góc A thì đối diện với cạnh BC này bằng với cả góc C là đối diện với cạnh AB này và nhỏ hơn cạnh đối diện với góc B chính là cạnh AC. Và chúng ta đã học bài học trước thì chúng ta đã học về tam giác cân.
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Ở đây chúng ta có cạnh BC bằng cạnh BA. Tức là tam giác này nó sẽ cân tại B, đúng không nhỉ? Và ngoài ra chúng ta có thể nhìn luôn hai góc. Tam giác cân là tam giác có hai góc ở đáy bằng nhau, tức là góc A bằng góc C bằng 50 độ rồi, vậy đỉnh sẽ là cái đỉnh B còn lại. Được chưa nào? Thì đấy chính là bài số 1 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 2. Bài số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác ABC có góc A bằng 100 độ, góc B bằng 40 độ. Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC. Nay chúng ta có thể vẽ hình, ôn tập lại cách vẽ hình một chút nhé. Khi mà có hai góc, đúng không nhỉ? Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ độ dài của góc A trước. Vẽ độ lớn của góc A, cô xin lỗi. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ một cạnh này. Mình sẽ vẽ cạnh AB này, góc đỉnh điểm A này. Đó, thì vị trí của điểm A này chúng ta sẽ đo góc. Góc A này người ta cho bằng 100 độ. Không ở trong này nha. Đây, này hình này nó sẽ hơi bị ở ngoài. Cô sẽ vẽ lại một chút sang bên này. A này, 100 độ này. Đó, vậy là chúng ta có góc A. Đây là 100 độ. Trên cái đường thẳng này chúng ta lấy điểm B. Góc B thì bằng 40 độ. Hai cái đường còn lại này cắt nhau ở đâu thì đấy chính là vị trí của điểm C. Đây là 40 độ. Cách vẽ hình này chúng ta đã được tìm hiểu rồi, đúng không nào? Đó. Vậy thì để so sánh được các cạnh, biết là cạnh nào lớn nhất, chúng ta cần phải biết được độ lớn của cả ba góc, đúng chưa nhỉ? Tuy nhiên thì khi mà nhìn vào cái hình này, chúng ta thấy rằng là góc A của chúng ta bằng 100 độ, tức là lớn hơn 90 độ. Vậy thì suy ra được là góc A này của chúng ta nó sẽ là góc tù, đúng không nhỉ? Mà trong tam giác thì góc tù là góc lớn nhất. Vậy thì cạnh mà đối diện với góc A là cạnh BC sẽ là cạnh lớn nhất. Đấy là cách mà khi chúng ta nhớ là trong tam giác có góc tù là góc lớn nhất. Tuy nhiên thì chúng ta có thể làm theo cách số 2. Đấy là chúng ta tính cả ba góc ra. Ta có là góc A cộng với góc B cộng với góc C thì bằng 180 độ. Tức là 100 độ cộng với 40 độ cộng với góc C thì sẽ bằng 180 độ, đúng không nào? Tương đương với góc C sẽ bằng 100 độ, 180 độ trừ đi 140 độ và chúng ta ra được ở đây là 40 độ. Vậy ta suy ra được là góc A này nó sẽ là góc lớn nhất. Vậy suy ra được cạnh BC này sẽ là cạnh lớn nhất. Được chưa nào? Thì đó chính là ý A. Ý B, tam giác ABC là tam giác gì, vì sao? Đấy, vậy nếu như chúng ta làm theo cách số 2 thì chúng ta sẽ thấy được rằng là góc C sẽ bằng với góc B và bằng 40 độ. Vậy suy ra tam giác ABC này nó sẽ là tam giác cân. Cân tại đâu? Sẽ là cân tại A, tại vì góc B và góc C sẽ là hai góc ở đáy rồi, đúng chưa nào? Đó, thì đấy chính là bài số 2. Chúng ta đến với bài số 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B lớn hơn 45 độ. Chúng ta vẽ hình ra nhé. Mình có thể vẽ hình để mình dễ hình dung hơn. Vuông tại A. Góc vuông này chúng ta hoàn toàn có thể vẽ bằng thước thẳng, đúng không nhỉ? Đây là góc A này. Trên đây chúng ta lấy một điểm B. Góc B lớn hơn 45 độ thì cô có thể vẽ minh họa bằng một góc 50 độ chẳng hạn. Đó, hai cái đường này cắt nhau tại đâu thì đấy chính là điểm C. Chúng ta có thể ký hiệu là góc B này lớn hơn 45 độ, được chưa nào? Đó, so sánh các cạnh của tam giác ABC. Rồi, vậy chúng ta có thể nhận xét hoặc chúng ta có thể tính ra. Ta có thể thấy rằng là góc A cộng với góc B cộng với góc C thì bằng 180 độ. Tức là 90 độ cộng với góc B cộng với góc C thì bằng 180 độ.
Tức là góc B cộng với góc C sẽ bằng 180 trừ đi 90 và bằng 90. Mà chúng ta có góc B này thì lớn hơn 45 độ rồi. Đúng không nhỉ? Góc B lớn hơn 45 độ. Vậy sẽ suy ra được góc C sẽ phải nhỏ hơn 90 độ trừ đi 45 độ. Tức là góc C của chúng ta sẽ nhỏ hơn 45 độ. Vậy từ đây chúng ta thấy rằng là trong tam giác này có góc A sẽ lớn hơn góc B và lớn hơn góc C. Đúng không nào? Đấy, lớn hơn góc B và góc C. Vậy từ đây chúng ta có thể suy ra được góc A thì đối diện với cạnh BC, lớn hơn góc B đối diện với cạnh AC, và lớn hơn góc C chính là đối diện với cạnh AB. Vậy đây chính là cái mà đề bài hỏi chúng ta này, so sánh các cạnh của tam giác. Chúng ta đến với ý B. Trên lấy điểm K bất kỳ thuộc đoạn AC, lấy một điểm K bất kỳ thuộc đoạn AC, so sánh độ dài của cạnh BK và cạnh BC. Cạnh BK và cạnh BC. Đó, được chưa nào? BK và cạnh BC. Rồi, đề bài yêu cầu chúng ta so sánh độ dài cạnh BK và cạnh BC. Cạnh BK thì và cạnh BC để so sánh được thì chúng ta sẽ cùng phải nhìn vào một so sánh trên một cái tam giác nào đó. Cái tam giác mà chứa cả cạnh BK và cạnh BC thì ở đây chính là cái tam giác BKC, đúng không nhỉ? Đấy, cạnh BC này thì đối diện với góc K. Cạnh BK thì đối diện với góc C. Được chưa nào? Đó, đối diện với góc C. Rồi, cạnh BK đối diện với góc C. Vậy bây giờ làm sao để chúng ta có thể so sánh được đây? Ở đây chúng ta có rằng là trong một cái tam giác tù thì cạnh mà đối diện với góc tù thì sẽ luôn luôn là cạnh lớn nhất, đúng không nào? Đấy, luôn là cạnh lớn nhất. Thì quan sát thấy thì chúng ta sẽ có rằng là ta có này, cô sẽ ký hiệu đây là góc K1 và đây là góc K2. Vậy đây sẽ đối diện với góc K2, được chưa nào? Ta có góc K1 thì sẽ luôn nhỏ hơn 90 độ, đúng không nào? Tại vì trong tam giác vuông thì hai góc nhọn này sẽ không thể nào mà lớn hơn 90 độ rồi. Đấy. Ta có này, góc K1 cộng với cả góc K2 thì bằng 180 độ, tại vì đây là hai góc kề bù. Tương đương với góc K2 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc K1. Góc K1 luôn nhỏ hơn 90 độ rồi, vậy thì góc K2 nó sẽ lớn hơn 180 độ trừ đi 90 độ. Vậy tức là góc K2 của chúng ta sẽ lớn hơn 90 độ, đúng không nào? Vậy thì suy ra được rằng là K2 của chúng ta nó chính là góc tù. Mà trong một tam giác thì góc tù luôn luôn là góc lớn nhất. Chính vì vậy ta sẽ suy ra được rằng là góc K2 này nó sẽ lớn hơn góc C, được chưa nhỉ? Và từ đây ta tương đương với là cạnh BC này sẽ lớn hơn cạnh BK, được chưa nào? Thì đó chính là bài số 3 của chúng ta. Đó, chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 4. Quan sát hình số 10, tìm đoạn ngắn nhất trong tam giác B, trong các đoạn BA, BM và BC, BA, BA, BM và BC. Đấy. Vậy thì BA, BM và BC chúng ta thấy rằng là gì? Ở đây chúng ta sẽ có là BA của chúng ta nó chính là đường vuông góc. Là đường vuông góc đến cạnh AC, đúng không nào? Còn BM và BC thì là đường xiên. Đường xiên, cái này sẽ là kể từ B đến cạnh AC. Cái này cũng sẽ là kể từ B, đúng không nào? Đấy. Vậy thì trong các cái đường này chúng ta sẽ suy ra được rằng là BA chính là đường ngắn nhất. Đó, đấy chính là ý A của chúng ta. Chúng ta đến với ý B. Tìm đoạn ngắn nhất trong các đoạn MA, MB và MA, MN và MC. Và nhìn cái hình này nó sẽ hơi ngược, nhưng khi các bạn quay ngược lại một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng là MA thì nó là đường vuông góc
là đường vuông góc kẻ từ M đến AB, để trên nào. Tiếp MN và MB thì là các đường xiên. Kẻ từ M đến AB. Vậy từ đây ta suy ra được là MA chính là đường ngắn nhất. Đó, thì đấy chính là câu B của chúng ta. Chúng ta đến với câu C. Chứng minh là MA nhỏ hơn cạnh BC. MA nhỏ hơn cạnh BC. Đấy. Rồi, để có thể chứng minh MA nhỏ hơn cạnh BC thì chúng ta sẽ suy chứng minh cái điều gì? Chúng ta sẽ thấy rằng là MA này với cả BC thì nó không liên quan đến nhau. Thì chính vì vậy mà chúng ta khi mà gặp những cái bài như này, chúng ta thường so sánh với một cạnh trung gian nào đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tiên thì chúng ta xét cái tam giác ABM trước này. Đúng không nhỉ? Đấy, xét tam giác ABM nó vuông tại A. Đúng không nhỉ? Đấy, vuông tại A. Tức là chúng ta suy ra được là góc AMB này nó sẽ là góc nhọn. Đúng không nhỉ? Là góc nhọn. Đó. Còn góc AMB là góc nhọn. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ suy ra được là cạnh AM của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn cạnh BM. Hay là BM là cạnh đối diện với góc vuông, là cạnh lớn nhất trong tam giác vuông đấy. Được chưa nào? Đấy, AMB mà là góc nhọn thì chúng ta quan sát tiếp là chúng ta có này. Góc AMB cộng góc BMC thì bằng 180 độ, đúng chưa nào? Từ đây ta suy ra được là góc BMC sẽ bằng 180 độ trừ đi góc AMB. Đấy, AMB mà là góc nhọn tức là góc AMB của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn 90 độ, đúng chưa nào? Vậy ta suy ra được là góc BMC sẽ lớn hơn 180 độ trừ đi 90 độ. Tức là góc BMC của chúng ta sẽ lớn hơn 90 độ. Vậy ta suy ra được là góc BMC này nó sẽ là góc tù. Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta có thể xét cái tam giác BMC. Ta có cạnh BC này chính là cạnh lớn nhất. Tại vì nó đối diện với góc tù, đúng không nhỉ? Vậy ta suy ra được là BC nó sẽ lớn hơn BM, đúng không nào? Đấy, mà BM này lại lớn hơn AM. Từ hai điều này ta suy ra được là BC sẽ lớn hơn AM, được chưa nào? Đó, thì đấy chính là câu số 4 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 5. Bài số 5 của chúng ta có nội dung như sau. Trong hình 11A, chúng ta gọi độ dài đoạn AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song AB, A và B. Một thanh nẹp gỗ có hai cạnh song song. Chiều rộng của thanh nẹp gỗ là khoảng cách giữa hai cạnh đó. Cho biết có phải chiều rộng của thanh nẹp gỗ là khoảng cách ngắn nhất từ một điểm trên cạnh này đến một điểm trên cạnh kia không? Đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là chiều rộng của thanh nẹp gỗ là khoảng cách giữa hai cạnh đó, đúng không nhỉ? Vậy thì xét hai cạnh là cạnh vậy thì xét khoảng cách giữa hai cạnh đó là độ dài cạnh AB, đúng không nào? Mà AB là đoạn ngắn nhất trong các đường kể từ A đến cạnh còn lại. Ở đây chúng ta có thể biểu diễn bằng cái bút bút chì nhá. Đây là cái thanh nẹp gỗ này, đúng không nhỉ? Đấy. Vậy ở đây người ta có thể biểu diễn bằng cái thanh nẹp gỗ giống như ở cái hình đây là hình 11B là thanh nẹp gỗ. Vậy chúng ta có thể biểu diễn lại bằng cái hình A này, tức là đường trên là đường A còn đường dưới là đường B. Khoảng cách giữa hai thanh nẹp gỗ là AB. Đấy. Vậy thì cái đường AB này là vuông góc này. Vậy từ A từ B chúng ta có thể kể được rất nhiều những đường khác là các đường xiên, đúng không nhỉ? Đấy, vậy chúng ta sẽ thấy rằng là AB này chính là đường ngắn nhất. Là đường ngắn nhất trong các đường kể từ A đến cạnh còn lại. Hay là kể từ B đến cạnh còn lại cũng được, đúng không nhỉ? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là chiều rộng
của thanh nẹp gỗ là khoảng cách ngắn nhất từ một điểm trên cạnh này đến một điểm trên cạnh kia. Được chưa nào? Đó. Vậy thì muốn đo chiều rộng của thanh nẹp gỗ chúng ta phải đặt thước như thế nào? Vậy muốn đo chiều rộng của thanh nẹp gỗ chúng ta đặt thước sao cho nó vuông góc với hai cạnh song song của thước gỗ. Thế là chúng ta sẽ đặt thước như thế này. Sao cho cái đường dài này sẽ trùng với một mét một cạnh của thanh nẹp gỗ này thì cái đường còn lại nó cũng sẽ là vuông góc. Được chưa nào? Thì đó chính là bài số 5. Vừa rồi cô đã cùng với các bạn giải hết tất cả các bài tập trong bài số 4 đường vuông góc và đường xiên nằm trong sách giáo khoa bộ sách giáo khoa toán 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Để xem thêm lời giải của các bài tập khác, các em hãy truy cập trang web lời giải hay.com nhé. Chúc các em học tốt.